À, đúng rồi, cái video tới cho cái series về idea đầu tiên mình sẽ làm về bí mật về idea auto đúng cách để ra sale nhanh nhất. Nó sẽ có những cái dạng kiểu mindset, những cái nguyên tắc, những cái cơ sở để mọi người bám vào làm idea cho nó chuẩn. Xong sau đó mới đến cách tìm idea, các idea. Đó là chúng ta sẽ vào với câu hỏi đầu tiên của bạn Cao Wing trước nhỉ. Như vậy thì nên chọn nick nào dễ thở anh. Nick mà nó ngách rồi cái thị trường các bạn lựa chọn nó cũng ngách nữa, cả về ngôn ngữ lẫn vị trí thì các bạn đừng nên chọn bán ở US, ở UK, ở Úc, New Zealand, những cái nước đấy thì vì nó sử dụng tiếng Anh cho nên là cái lượng người ta chạy quảng cáo vào đấy nó rất là đông nên là mức độ cạnh tranh nó rất là cao. Đó, thì muốn dễ thở thì các bạn nên sang những cái quốc gia mà ít người bán áo thun, như là những quốc gia ở châu Âu và chạy tiếng bản địa thì nó sẽ dễ thở hơn. Và leak thì các bạn phải chọn những leak ngách, ngách chứ đừng nào vào những leak lớn, những cái leak mà dạng kiểu là suy nghĩ lông đấy. Chúng ta vừa nghĩ đến cái đã nghĩ ngay thể thao này, bóng đá này, bóng rổ, bóng chuyền này, những cái leak đấy thì không phải leak ngách nên là nó sẽ cạnh tranh rất là đông và sẽ khó thở. Đúng không? Còn muốn dễ thở thì ví dụ như trong bóng chuyền các bạn có thể bán riêng một cái vị trí là vận động viên phát bóng, hoặc là trong bóng đá các bạn bán riêng một cái vị trí nào đấy. Nó là một có rất nhiều cách để các bạn có thể khai thác thì nó sẽ ngách hơn, và khi nó ngách hơn rồi thì chúng ta bán dễ hơn. Ngày mới vào làm anh làm nick nào thế ạ? Anh trả lời luôn, anh cũng không ngại chia sẻ bởi vì bây giờ anh bán xong rồi, bây giờ thực ra mấy nick đấy bây giờ vẫn bán được. Anh nó sẽ không hay là nếu mà anh chia sẻ cái nick đấy ấy, thì ví dụ có nhiều những bạn khác ấy, các bạn đấy đang bán cái nick đấy thì các bạn sẽ thắc mắc, các bạn sẽ chửi anh á, bởi vì là anh chia sẻ cái link đấy thì gần dạng như kiểu là chia sẻ cái bát cơm của các bạn đấy, nó sẽ không hay lắm. Nhưng mà nói ra cũng được thôi, bởi vì link thì link chung mà, đâu phải link của riêng ai đâu. Thì ngày trước hồi mới bán anh bán mấy cái link về về truyện tranh, phim hoạt hình, với cả bán tháng sinh. Thì nói thật là tháng sinh bây giờ vẫn còn rất nhiều người bán, và link truyện tranh phim ảnh đấy cũng còn rất nhiều người bán. Mình không muốn nói thẳng vào cái link đấy, những bạn ở trong group thì biết cái link đấy là link gì rồi, mình không muốn nói thẳng. Và đây mình chỉ chia sẻ là cái link mình bán thời gian đầu thôi, còn các bạn thì không nên bu theo, hoặc bu theo thì CPM nó tăng thì mức độ cạnh tranh nó tăng thôi. Và thực ra cái link đấy là link của rất nhiều Âu bài người ta bán, cho nên bây giờ các bạn bán thì mình nghĩ không tốt lắm đâu. À, anh bán sạch thì bán trách móc. Thực ra thì mình biết là với tất cả những bạn mới ấy thì sẽ thường xuyên đặt cái câu hỏi kiểu như vậy. Nhưng đối với mình ấy, ngày đầu mình mới những bạn đúng không, mình cũng lăn tăn vấn đề sạch sạch cái check mark. Và ngày đấy thì mình chỉ bán sạch thôi, mình không dám bán check mark, bởi vì là bán check mark bay tài khoản mà new buy mới vào thì không biết đường nào để mà nuôi tài khoản mà ấy đấy. Thì ngày đấy bay tài khoản là sợ rồi, nên ngày đầu mình bán suốt một thời gian dài không có bay cái tài khoản nào hết và rất sợ bị bay tài khoản nên mình không dám bán check mark. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại khi mình đã đủ kiến thức kinh nghiệm rồi ấy, thì cái quan điểm của mình nó thay đổi. Đối với mình thì bây giờ không có sạch hay check mark, đó nó chỉ là bán được hay không mà thôi, không có sạch không có hay là check mark. Check mark mà không chết tài khoản thì đâu phải là check mark đúng không, nó vẫn là sạch. Mà sạch chết tài khoản thì cũng không thể biết được nó là sạch hay check mark, chưa kể là cái vấn đề là các bạn xác định được thế nào là sạch thế nào check mark nó rất là phức tạp đó. Nên là không có sạch hay check mark chỉ có là bán được hay không mà thôi. Đấy, tương tự vậy thì platform cho bán thì là không check mark. Facebook không chết tài khoản thì là không chết mắc. Ok, thời gian đầu thì mình bán sạch hoàn toàn, mãi đến sau này mình bắt đầu mình mới dám dấn thân vào chết mắc một chút. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì team của mình lẫn lộn, bán lẫn lộn và có team sạch có team chết mắc, chứ không phải chết mắc hoàn toàn cũng không phải sạch hoàn toàn. Đấy, mình bảo là quan điểm mình bây giờ là không có sạch hoàn toàn, không chết mắc hoàn toàn mà. Ok, bây giờ mình sẽ mở tài liệu ra, mình chia sẻ với các bạn. Sẽ có rất nhiều câu hỏi về các niche đúng không? À, Đức Trung đoán đúng rồi. Ngày đầu mình mới bán là mình bán chuyện Sudoku, mình bán niche 7 viên ngọc rồng. Nhưng mà cái niche đấy nó tình cờ lắm. Tức là lúc đầu ấy thì mình bán tháng sinh, bán cung hoàng đạo là do người bạn của mình chỉ. Đấy. Thế xong về sau thì mình bán mãi không được, bán mãi không được cung hoàng đạo, thế là mình trong một lần bí bách quá nuôi lỗ quá rồi, thế người bạn mình ấy
gửi cho mình một cái, đợt đấy có một cái drama ở trên Cuồng Phong Hội, đó là cái vụ mà mình không nhớ cam đấy của bạn nào, nhưng mà cam đấy là cam bắt đầu season về gọi là gì ạ, Dragon Super là gót tóc xanh á. Thì có một cái cao của một bạn, bạn ấy nhờ designer người Philippines người ta vẽ là Sonoku và Vegeta hai người tóc xanh đứng áp lưng vào nhau đấy, là cam ấy bán rất là kinh khủng. Thì có một vài người ở Việt Nam vít đè đấy, clone lại không vít đè nhau, thế là mang lên cho Cuồng Phong Hội bóc phốt nhau. Thế là mình vô mình đọc mình thấy, thế mình thấy là nhỉ, cái link này tại sao nó lại đơn giản đấy nhở, nó chỉ có mỗi cái hình đấy thôi ấy, nó có mỗi cái hình đơn giản thôi mà mình lại biết Photoshop, mình thích chụp ảnh và mình rất thích vẽ vời những cái hiệu ứng kiểu như vậy. Thế mình bảo và thế mình phải bán thử. Thế mình bắt đầu mình Wikipedia, mình đọc lại xem chuyện tranh Sonoku nó đến phần nào rồi, tại sao lại là tóc xanh, vì ngày trước mình xem mình đọc thì nó là tóc vàng đó. Nên là đây đầu tiên mình sẽ kể câu chuyện này, sau đấy mình sẽ phân tích lại cho các bạn nghe nhé, vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, tại sao lại tóc xanh đó. Thế mình bắt đầu Wikipedia thì mình mới đọc lại được hết tất cả các phần, à bây giờ cái chuyện bảy viên ngọc rồng nó đang đến phần nào rồi, nếu mình mới biết là lý do vì sao người ta tóc xanh. Thế nhưng mà trước đấy á, thì khi mà mình nhìn thấy như thế, mình bắt đầu mình lên Pinterest mình search ảnh của Son Gohan, ảnh của Kalik. Kalik là cái bạn con của Vegeta. Mình bắt đầu mình bê về, mình chuyển hết tóc sang màu xanh, mình đăng lên mình bán, cũng bán được một ít các bạn ạ. Mình nhớ mình lên Pinterest mình tìm được một ảnh Son Gohan nó đang đứng, mình đổi tóc nó sang màu xanh, xong mình vẽ những cái vòng tròn xung quanh, rồi mình cho thêm mấy quả ngọc rồng giống hệt như cái cam của cái bạn kia bán được. Thế là mình bán được cam đấy được 7-8 áo gì đấy. Thế mình bảo ủa cái link này dễ bán quá, mà nó lại phù hợp với kỹ năng năng lực của mình. Thế là mình từ đấy mình theo cái link đấy luôn. Và cái link đấy mình nhớ là mình bán được vài ngàn áo, tầm vài ngàn áo gì đấy, cái link đấy thôi. Thì sau khi nghe đến câu chuyện đấy rồi, các bạn hình dung nào, mình đã áp dụng đúng 3 cách về link mà mình đã chia sẻ với các bạn. Đấy là cách thứ nhất là mình đã bán một cái link mà có người đi trước chỉ cho mình đấy. Thứ hai nữa là sau khi mình có cái link đấy rồi, mình đã Wikipedia để mình đọc lại thông tin của link đấy. Trong cái video mình hướng dẫn các bạn về ăn nằm với cái link tủa, mình phải Wikipedia, mặc dù cái chuyện đấy là mình đã đọc rất lâu và cái phim đấy mình nghĩ là ai cũng biết đúng không, nhưng mà lâu quá rồi mình không xem thì bây giờ làm sao mình còn có thể nhớ được nội dung và chi tiết nữa, mà nó còn update nữa, mình không biết là bây giờ nó đến phần nào. Thế là mình vẫn phải đi đọc lại, tìm đọc lại. Thế nên các bạn thấy không, chúng ta phải sử dụng hết tất cả các công cụ và phải áp dụng hết tất cả những cái mà mình đã chia sẻ với các bạn. Ok, các bạn 1026 team, bạn ấy hỏi tiếp là chào bạn, bạn cho mình hỏi cách xây dựng một page cho nick hiệu quả. Hiện tại mình biết mỗi cách chạy page line mà chi phí bỏ ra mình thấy hơi cao, dù mình đã chạy nhiều cam để lựa cái nào giá thấp nhất. Ok, bạn 1026 team ạ. Thì về các cách mà xây dựng một cái page cho nick ấy thì nó có rất là nhiều, nhưng mà cái cách mà mình nó có rất là nhiều cách nhé. Đây mình có thể liệt kê một vài cách để cho các bạn thử tìm kiếm thông tin, các bạn áp dụng thử xem nhé. Nó có những cách, ví dụ các bạn xây dựng page bằng cách đi tìm những video viral có nội dung liên quan đến nick liên quan đến cái nick đấy, các bạn bê về page, các bạn chạy cam video chứ không phải cam PVA nhé, hoặc cam page line nhé. Chạy cam video thì cost nó rẻ lắm, sau đó các bạn sử dụng cái app on ở trên Chrome đó để các bạn invite to like cái page của bạn, thì đấy là một cách. Cách thứ hai là các bạn tìm những cái hình ảnh cũng viral luôn, những cái hình ảnh đẹp, những hình hay về cái link đấy, các bạn cũng post lên page của bạn, xong các bạn chạy cam PPA cho cái hình ảnh đấy, thì nó cũng sẽ con nó sẽ rất là rẻ, chạy cam PPA. Sau đó chúng ta thu được một cái lượng người like nhất định ấy, thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng công cụ kia để chúng ta invite to like cái page của chúng ta, thì giá nó sẽ rẻ hơn nhiều. Bạn không nên sử dụng cái cách là chạy page like nhá, chạy page like giá nó rất là đắt. Mình không nhớ mình đã nói ở trong phần nào chưa nhỉ? Như mình có nói ở trong cái phần các cách lên ép cho áo thun. Bạn tìm lại cái video đấy bạn xem, trong đấy mình có nói về phần đấy, tức là chúng ta không nuôi pet bằng cách chạy pet line, chúng ta chạy PVE hoặc chạy video. Còn cái cách mà mình đang sử dụng, mình sử dụng từ trước giờ, từ thời điểm mình bắt đầu làm áo thun đến giờ nhá, đó là mình không nuôi pet. Thực ra là có nuôi nhưng không nuôi, tức là mình nuôi bằng cách là mình post bài tương tác giống như video trước mình chỉ các bạn thôi, rồi sau đó thì mình cứ lên cam mới thì mình chạy PPE cho cam đấy để mình nuôi dần dần lên, và tất cả những cái thao tác khi mình mới nuôi tài khoản mình đều chạy PPE.
Đó, sau đó mình cũng vào mình in vai tay thôi. Thực ra page, quan điểm về page đối với mình ấy, mình không cần page quá to. Mình chỉ cần page tầm trên 2.000 like trở lên, 2.000 follow trở lên là mình đã bắt đầu có thể bán được áo rồi. Nên là mình không có nuôi những page quá to. Nguyễn Trung có hỏi là em chào anh, cho em hỏi anh phân bổ thời gian làm việc một ngày là một tuần thế nào ạ? Em gặp tình trạng làm mất nhiều thời gian tìm idea quá, không thể cố định thời gian làm việc một ngày được, dẫn đến cảm giác công việc không trôi được đều. Ok, thì về câu hỏi này của bạn thì nó khá là dài đấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng trả lời vắn tắt thôi. Về việc phân bổ thời gian làm việc một ngày thì nó sẽ phải phù hợp với điều kiện thực tế của bạn, tức là bạn đang đi làm hay bạn, tức là bạn nào có full time hay part time. Nếu bạn làm full time thì bạn sẽ có nhiều thời gian, bạn sẽ phân bổ theo kiểu khác, còn làm part time bạn có ít thời gian, bạn lại phải phân bổ theo kiểu khác. Thì đây mình sẽ nói trường hợp của mình để xem bạn có áp dụng được hay không nhá. Trường hợp của mình thì ngày đấy mình làm auto là mình làm full time. Mình làm full time thì buổi mà nói thật ở đây mình không muốn kể đâu, hôm nào mình sẽ kể lại câu chuyện về cuộc đời của mình. Thời gian đầu ấy là mình không có mạng internet. Về buổi sáng ngủ dậy, mình ăn sáng xong là khoảng tầm 8 giờ thư viện của vợ mình bắt đầu mở cửa. Hồi đấy mình đang ở bên Pháp, hai vợ chồng thuê một căn studio nhỏ ở cùng nhau thôi. Thì 8 giờ thư viện mở cửa thì bắt đầu mình lên thư viện. Trên đấy mới có mạng internet, chứ nhà mình không mạng internet. Thì buổi sáng mình lên thư viện, bắt đầu mình vào cuộc công hội, mình đọc bài, mình đọc xem là hôm nay có bài gì hay không, có những kiến thức thì mình cần update không. Rồi sau đó thì mình tìm ảnh đẹp, mình post lên trên page của mình. Đấy là việc đầu tiên mình làm. Sau khi mình làm xong việc đấy thì mình vẫn tiếp đi tìm hình ảnh. Bởi vì cái link của mình ấy, nó phụ thuộc hình ảnh rất là nhiều. Nên là mình đi tìm, mình đi spy để mình xem có những mẫu nào hay hay không, rồi hình ảnh nào đẹp hay không, mình download hết về. Mình đào hết về đó nhá. Đào hết về xong rồi buổi trưa mình về nhà mình ăn cơm. Buổi chiều có thể mình sẽ vẫn lại lên thư viện, hoặc không mình ở nhà cũng được. Thì cái thời điểm đấy thường là mình vẫn phải lên thư viện. Vì trên đấy mới có mạng. Mình bắt đầu mình đi tìm kiếm những cái stock ở trên những trang mà chia sẻ stock free. Mình đào về để mình photoshop cho cái idea, cho cái design đấy của mình. Sau khi mình làm xong idea design rồi thì bắt đầu mình lăn cam lên trên platform. Mình lăn lên trên platform xong mình post bài sẵn ở đấy. Rồi mình lên ad sẵn, mình đặt lịch, mình hẹn giờ. Rồi mình về nhà buổi chiều đấy. Đấy là xong, kết thúc một ngày luôn. Mình về nhà mình ăn cơm, tắm rửa với các kiểu. Thì ngày đấy hay có cái trò là tối đến bắt đầu mới bật ad cơ, hoặc là chiều tối bắt đầu bật ad cơ, hoặc là sáng ngày hôm sau bắt đầu mới bật ad. Mình không nhớ chính xác ngày đấy mình bật ad lúc mấy giờ. Cũng có thể là có nhiều hôm là buổi sáng ngày hôm sau á, thì bắt đầu mình đến thư viện mình bắt đầu mình bật ad đó. Sau đó thì mình vẫn làm việc giống ngày hôm trước, rồi mình lại đi về nhà. Buổi tối đến thì ở nhà mình không mạng wifi, thế mình mượn máy của vợ mình phát 3G cho máy mình. Mình vào cái ứng dụng cái app ứng dụng app của Facebook ad ạ, ở trên máy điện thoại của mình. Xong rồi mình kiểm tra chỉ số rồi mình tắt bật. Đấy thì thời điểm đấy thì các bạn biết là mình làm việc rất là khó khăn, nhưng mà cái lịch của mình làm việc là như vậy. Còn công việc nó không trôi hoặc không thể cố định thời gian làm việc một ngày thì đấy là do cái việc bạn sắp xếp, rồi đôi khi là do cái hiệu quả công việc mà bạn làm nữa. Ngày đấy mình làm thì mình thấy nó cũng không hiệu quả lắm, nhưng mà mình cứ bám theo cái cách làm đấy. Sau dần dần thì mọi thứ nó cũng thay đổi. Minh Tạ hỏi là bán truyện tranh có dễ trách mắc không anh? Truyện tranh á, thì nó tùy. Nếu là chuyện của Mỹ thì trách mắc rất là nặng luôn, mà hay bị kiện. Nhưng nếu là chuyện của Nhật ấy, thì sẽ nhẹ hơn, đỡ bị kiện hơn. Mình bán chuyện của Nhật, mình biết. Mình bán mà mãi đến 1.5-2 năm sau á, Facebook bắt đầu nó mới vào, nó khóa page của mình. Xong nó gửi tin nhắn cho mình, nó bảo là những cái video của bạn là đang bị vi phạm bản quyền. Có một đơn vị là bên Company gì ấy, họ kiện video bạn sử dụng video bản quyền, nó kiểu nó yêu cầu mình gỡ khỏi page. Mình gỡ rồi, sau nó vẫn giết page mình. Nói chung là chết mắc thì sớm muộn nó cũng chết. Nhưng mà trước khi nó chết thì các bạn ăn đủ là được.
còn kiểu gì nó cũng chết thôi, sạch đôi khi nó cũng chết. Sẽ có thời điểm Facebook nó quét hết cả page, cả pixel của các bạn, nên là tranh thủ, phải tranh thủ đúng không, làm gì phải tranh thủ. Ở đây mình có một cái tài liệu, cái tài liệu này mình đã share trong group của mình rồi. Thì đây là cái tài liệu về 1.000 nick, 1.000 nick để các bạn có thể tham khảo được. Mình sẽ up cái tài liệu này lên trên fanpage nhé, vì trong group motif của mình là có cái tài liệu này rồi. Vừa mình vào trong group đấy mình tìm, cái cách để các bạn tìm tài liệu thì các bạn nên vào gõ cái keyword, cái từ khóa hay cái hashtag, ví dụ link thì gõ từ link thôi. Ở trong group lớn United Team Motif của mình là sẽ có tài liệu này rồi, cho nên tài liệu này tí mình sẽ up lên bên fanpage. Các bạn có thể nghiên cứu tài liệu này và đặt câu hỏi cho mình cũng được. Cao Wing, Wing, anh ơi cho em hỏi chạy ad thì vi phạm, còn chạy person lên có vi phạm không anh? Ờ à, đúng rồi, chạy cái custom lên ấy thì không vi phạm, nhưng mà đôi khi là do cái hình ảnh các bạn lên ạ sẽ bị Facebook nó quét thành vi phạm. Đó, nên là các bạn phải khéo, các bạn phải đi tham khảo nhiều nguồn xem người ta lên hình ảnh như nào mà không bị dính vi phạm thì các bạn bắt chước các bạn lên theo. Chứ nếu mà các bạn lên theo ý các bạn thì thường là sẽ bị Facebook nó quét và vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu các bạn muốn chạy custom lên ấy thì bởi vì là cái hình ảnh trên đấy ấy, nó sẽ là hình ảnh custom và câu nói các bạn nó sẽ là dẫn nguồn custom. Nếu mà các bạn vi phạm những cái policy Facebook là về cái định hướng khách hàng á thì thằng Facebook nó sẽ vẫn tính đấy là policy. Như mình mới xóa mất cái, còn lại là một cái vấn đề nữa là nếu mà muốn bán custom lên bây giờ ấy, mà tài khoản spend ít quá thì thường lên là sẽ bị policy, còn nếu mà tài khoản các bạn spend nhiều rồi thì lên sẽ không bị policy. Đó là ba cái kinh nghiệm mà mình có về cái custom lên là cái personalized mà lên mà bạn Cao Huynh có hỏi á. Anh ơi cho em hỏi về trách móc mình vẽ lại theo kiểu style, ví dụ như sơn giò một hình trong phim 70-80 giây. Nếu mà trách móc mà em đã vẽ lại theo kiểu tranh sơn dầu hoặc là chibi vẽ biếm họa các kiểu rồi thì không còn trách móc nữa. Đó, cái đấy là pass được, chắc là hoàn toàn luôn ạ. Đúng rồi, vẽ chibi là pass được ấy, bên platform họ không take down, còn trên Facebook thì nó quét được hay không thì hên xui, cái đấy anh không chắc nữa. Vì cái vấn đề Facebook nó xác định trách móc và có chết tài khoản hay không ấy, nó là một câu chuyện khác, và cái này mình sẽ nói ở trong phần tài khoản. Ồ, Bát Nhã có một câu hỏi cũng hay, lúc đầu bạn tự design hay thuê vậy? Mình mới bán không biết design, đi thuê giá rẻ thì cảm thấy không ưng tí nào. Ok, câu hỏi của bạn Bát Nhã có hai ý. Cái câu hỏi dành cho mình đầu tiên là lúc đầu mình tự design hay đi thuê thì lúc đầu mình tự design. Nhưng mà các bạn muốn design được thì các bạn phải có kỹ năng, phải có nghề, đúng không? Thì lúc đầu thì mình cũng từ một cái cơ sở là ngày xưa mình học Photoshop theo dạng kiểu là học để chỉnh sửa ảnh thôi, nên là mình nắm được các công cụ trong Photoshop. Đến khi mình xem lại những cái design của các bạn đấy thì mình bắt đầu mình tự mày mò, mình tìm hiểu là cái design này ấy, nó sử dụng những cái công cụ nào để thiết kế cho nó. Đó, ngày đầu mình tìm từng cái một cái một thì design trong Autodesk các bạn biết là chỉ có hai phần là phần ảnh và phần text. À, trong đó thì họ thường sử dụng một vài cái hiệu ứng, ví dụ như này, các bạn phải cắt được hình đó thì sử dụng vector này, hoặc là sử dụng cái đường chỉ để cắt hình, đúng không? Thứ hai nữa là các bạn phải biết công cụ chỉnh sửa màu hình ảnh, đôi khi nó có màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng thì các bạn phải biết tách lọc chỉnh sửa rồi chuyển từ màu đen sang màu trắng, đúng không? Còn về phần tách á thì nó sẽ chỉ có việc chỉnh sửa kích thước của tách này, lựa chọn tách này, rồi download tách ở đâu về thôi, download phông ở đâu về thôi. Trong phần phông, phần tách mọi người còn hay sử dụng một cái hiệu ứng nữa, đấy là cái hiệu ứng chóc, tức là tạo viền cho tách, hoặc là đục cái hình, cái đấy mình không biết nói như nào, gọi là layer mask đấy. Thì nếu mà các bạn nắm được những công cụ đấy thì bạn hoàn toàn có thể tự design được. Có cách thức là các bạn đi tìm những cái design mà người ta đã bán tốt rồi thì các bạn về các bạn tập clone lại thì các bạn sẽ dần dần sẽ nhuần nhuyễn kỹ năng của mình, là lúc đấy mình sẽ tự design được. Ngày đầu mình làm đúng như vậy luôn nhá. Còn cái phần thứ hai của câu hỏi của bạn Bát Nhã đấy là bạn ấy không biết design thì đi thuê giá rẻ thì cảm thấy không ưng. Cái việc ưng hay không ưng ấy nó không phụ thuộc vào cái giá, còn dĩ nhiên là giá rẻ thì họ sẽ làm ẩu, còn giá đắt thì họ sẽ làm chậm và đôi khi là làm chất lượng hơn. Theo như mình biết trên thị trường thì những bạn làm đắt, ví dụ như bạn Như Quỳnh, đây mình PR cho Như Quỳnh, Như Quỳnh không làm đắt mà Như Quỳnh làm đúng giá với cái chất lượng sản phẩm của bạn đấy, thì chất lượng sản phẩm của bạn ấy rất là tốt và giá nó sẽ cao, nó phải tầm 200-250 nghìn, đôi khi là 300 nghìn, 400 nghìn một cái design.
bạn rất cầu kỳ và làm rất mất thời gian. Đó, còn cái chất lượng design bạn nhận được ấy, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái yêu cầu của bạn gửi cho designer, chứ không phụ thuộc vào giá tiền. Đó. Nếu mà một designer họ bảo là em báo giá cho anh là 50.000, bạn gửi yêu cầu một cách cẩn thận, bạn bảo là ôi anh ơi khó thế này thì 70.000 hoặc 100.000 em mới làm được. Nếu bạn ok thì chỉ cần là đúng theo ý bạn thì bạn mới nhận là được, chứ nó không phụ thuộc vào việc tiền nhé. Rồi tiếp tục, anh ơi New Buy có lên đi quá vào lick ngách không và đánh giá tệp khách của lick đó như thế nào? Thành công acoustic, cái câu này thì có ở trong cái nội dung video về lick của mình rồi, 3 video về lick của mình có rồi. Mình sẽ đây, thì bạn cũng hỏi là có nên đi quá vào lick ngách không, thì mình khuyên là lên, rất lên, đi ngách càng sâu càng tốt. Còn out thì nó sẽ phải dao động trong khoảng tầm 100-200 ngàn. Những có nhiều lick mà 50 ngàn out vẫn có thể bán được nhá, dưới 50 ngàn vẫn có thể bán được, nên các bạn đừng chủ quan và đi càng ngách càng tốt, đừng đi những lick rộng. Đi lick rộng thì sẽ bị cạnh tranh kinh lắm. Còn vào lick ngách thì nó có một cái nhược điểm, đấy là ngách thì thường CPM nó sẽ cao và các bạn sẽ mất thời gian đầu để đào, nên các bạn đi chậm thôi, đi càng chậm thì CPM nó sẽ giảm xuống. Đấy, đi chậm bằng cách là các bạn lên PPA nhiều và các bạn nuôi cái page đấy kỹ, thì khi mà khách hàng họ vào cái page đấy nhiều ấy, thì tài khoản của các bạn cũng quen với cái tập out ấy nữa, thì khi các bạn lên ngách thì CPM nó sẽ giảm xuống. Các bạn rất nên đi bằng ngách, đi càng sâu càng tốt. Bạn Hoài Thu Lê hỏi là em định làm lick về một nhóm nhạc nhưng đối tượng hầu như sinh năm 2000, check trên AI thì số lượng áo Ali số lượng áo bán được lớn, thì lúc target nên target bố mẹ của 2000 hay target thế nào ạ? Cái việc target ấy thì nó lại phụ thuộc vào cái design của các bạn. Nếu các bạn bán một cái áo dạng kiểu là bố mẹ mua tặng con thì các bạn mới target vào bố mẹ. Còn nếu các bạn bán trực tiếp vào cái nhóm đối tượng đấy thì các bạn chỉ có thể target trực tiếp vào internet nhóm đối tượng đấy thôi, và phải target đúng cái nhóm độ tuổi đấy, chứ không thể target cái nhóm độ tuổi cao hơn được, vì bố mẹ các bạn đấy chưa chắc đã thích cái nhóm đấy, nên nếu target độ tuổi cao vào cái internet đấy thì sẽ sai. Phải target đúng vào nhóm độ tuổi đấy và cái internet đấy. Đấy là câu trả lời của bạn Hoài Thu Lê. Và các bạn đừng coi thường những bạn sinh năm 2000, khách hàng sinh năm 2000 nhé. Các bạn hoàn toàn có thể mua hàng được. Các bạn ấy sẽ mượn thẻ thanh toán của người thân, của bố mẹ, hoặc là thậm chí sẽ tác bố mẹ vào mua cho các bạn đấy. Nên là chúng ta chỉ cần target vào chính các bạn đấy thôi. Cái check mark hơi mơ hồ, anh có thể nói kỹ hơn không ạ? Ví dụ một tài khoản về Iron, một thiết kế về Iron Man thì check mark, một nhân vật khác thì lại không check mark, ranh giới hơi mơ hồ, vậy có cách nào để xác định có check mark hay không trước khi chạy ad không anh? Nếu nói về vấn đề thiết kế check mark thì các bạn phải quan tâm đến hai nguồn xác định check mark cho các bạn, đấy là platform có xem nó là check mark hay không và Facebook có xem nó là check mark hay không. Về platform á, thì các bạn có thể hỏi support đó. Còn về Facebook ad thì chúng ta không có cách nào khác ngoài việc nên ad. Còn có một cái công cụ này, đấy là các bạn có thể dùng cái Google nó có một cái chức năng, đấy là khi các bạn upload cái hình ảnh ấy lên thì thằng Google nó sẽ đọc được dùm các bạn là trong hình ảnh đấy có những cái gì. Đúng rồi, có cái chức năng đấy, ngày đầu mình nhớ là có sử dụng cái đấy. Thì con AI thằng Facebook nó cũng giống con AI Google, thì nó sẽ đọc được nội dung ở trong đấy là có những cái gì, ví dụ câu chữ viết những cái gì, rồi hình ảnh viết có những cái gì. Các bạn có thể sử dụng cái đấy. Thì nếu mà con AI thằng Google nó phát hiện ra hình ảnh đấy check mark thì chứng tỏ là cái design đấy check mark. Còn về quan điểm check mark hay không check mark thì vừa nãy mình có nói rồi, bạn lướt lại về đầu video bạn xem. Check mark thì thực sự nó rất là mơ hồ đấy, cho nên là chúng ta phải cứng rắn lên thôi. Cứng rắn lên bằng cách là phải xác định xem là bán check mark thì mình cần chuẩn bị cái gì, bán check mark thì được cái gì, mất cái gì. Ngoài motif thì còn platform nào new buy nên đăng ạ? Nên đăng trên nhiều platform hay tập trung một cái thôi? Cái này là câu trả lời thật lòng của mình, là các mình không vì mình làm motif nên mình khuyên các bạn bán motif, mà câu thật lòng của mình đấy là các bạn lên test 1-2 platform, chỉ lên dừng lại ở 1-2 platform thôi, 3 cũng được, hoặc thậm chí test hết tất cả platform nếu các bạn thích.
Ngày đầu mình cũng bán như vậy, mình bán hết từ Teespring, Sunfrog đến Tizili đến Motif. Duy nhất T-chip là mình chưa từng bán, bởi vì T-chip mới Genon thì hồi đấy yêu cầu phải đăng ký domain thì mới bán được Genon, cho nên mình không được bán. Với mình gà, mình con gà mình không được bán. Còn T-chip thì mình chưa thử bao giờ. Còn lý do vì sao mình đã thử thì bên Virestyle ngày đấy mình thử bán thì lăn cam khó quá và quản lý khó quá, cái giao diện của họ khó nên là mình không bán Virestyle. Teespring thì ngày đấy mình bán thì Teespring mình thấy là ok nhất, nhưng mà Teespring thì chỉ bán ở US. Sau khi mình bán EU thì mình bỏ, mình không bán Teespring nữa. Sunfrog thì cách bán cũng không phù hợp với mình nên mình bỏ. Cuối cùng mình bán Tizini và Motif. Thì ngày đầu mình bán Tizini, sau đó thì Tizini cũng thay đổi chính sách, nên là Tizini hơi quay lưng với người dùng, nên là mình quay sang Motif. Đó, thế thôi. Nên là các bạn nên thử, bởi vì mỗi platform nó sẽ có một cái giao diện khác nhau và mỗi giao diện nó sẽ phù hợp với các bạn hay không. Chưa kể là đôi khi mình có duyên với platform này, không có duyên với platform kia. Còn có một yếu tố duy nhất mình nghĩ các bạn nên để ý, đấy là phụ thuộc vào thị trường các bạn bán. Nếu các bạn bán EU các bạn nên chọn Motif hoặc Tizini. Còn các bạn bán worldwide hoặc bán những nước khác thì tùy các bạn chọn. Newbuy thì một pet nên bán một lick hay bán lẫn lộn nhiều lick ạ? Không chỉ Newbuy, cả Obuy, tất cả mọi người khi bán một pet nên bán một lick, đừng bán lẫn lộn tất cả các lick vào một pet. Đây là điều chắc chắn. Và khách hàng người ta cũng thích cái điều đấy. Khách hàng không thích một pet lộn xộn các lick khác nhau. Chưa kể là pet lại còn có những nick mà có kiểu fan đánh nhau á, thì vào chửi nhau rất là kinh luôn. Cho nên là một pet chỉ bán một lick thôi nhá. Nguyễn Trung, anh làm được bao lâu thì anh bắt đầu thuê design? Anh có cảm thấy khó khăn và mất thời gian khi bị thiếu kỹ năng Photoshop không ạ? Mình trả lời cái vế thứ hai của bạn ấy trước, là mình có cảm thấy rất mất thời gian khi bị thiếu kỹ năng Photoshop. Nhưng mà vì ngày đầu mình không có tiền, không có vốn nên mình kiên trì và mình bình tĩnh lại. Lâu dần kỹ năng Photoshop của mình nó tăng thì mình làm design nhanh hơn, nhưng mình vẫn cảm thấy rất là bất lực vì có nhiều cái design mình không thể làm được đó. Và thường những design đấy thì mình gửi thuê, và cái khoảng thời gian mình tự design là xuyên suốt trong suốt khoảng 2.5-3 năm gì đấy, cả cái thời kỳ sau này mình làm team, mình là designer của team mình. Mãi sau này bắt đầu mình mới hệ thống lại sơ đồ văn phòng, hệ thống lại nhân sự thì bắt đầu mình mới thuê design. Lúc đấy văn phòng mình mới có designer. Và designer văn phòng mình thì mới được gần 1 tuổi thôi, bạn ấy mới được gần 1 tuổi thôi. Chưa được 1 tuổi đâu. Tưởng Ngô, Ngô Mạnh Tưởng, anh có thể chia sẻ giúp em thêm cụ thể mình đọc wiki thì mình đọc những thông tin như thế nào ạ? Và mình cần nắm được những yếu tố nào để hiểu được leak đó? Ồ, việc hiểu leak thì phải đợi về video về idea nữa. Còn ở trong Wikipedia ấy, thì khi đọc ấy, thì mình chỉ nên đọc những cái gọi là từ khóa hoặc là những cái tiêu đề thôi. Mình lướt nội dung nhanh thôi. Ví dụ đầu tiên mình đọc là tiêu đề, là ví dụ là tiêu đề của cái link đấy, thì sau mình gạch đọc những gạch đầu dòng để mình tìm những từ khóa chính, chứ mình không đọc hết, mình không đọc hết nhá. Mình chỉ đọc tiêu đề và những từ khóa chính và những cái gạch đầu dòng và những cái ví dụ 1 chấm này, 2 chấm này, gạch ngang này, chấm tròn, chấm phẩy các kiểu, để mình nắm bắt được những keyword chính trong đấy thôi, và mình hiểu được cái nội dung của link ấy thôi, chứ mình không đọc hết. Anh ơi, ví dụ ta ghét nick job keyword A, nếu ta ghét vào job title A thì out quá ít, nhưng nếu thêm internet A vào thì out nhiều, nhưng có lên ta ghét vào internet A không anh? À, click job bây giờ nó đã bị thay đổi rất là nhiều rồi, nó không giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì job title nó vẫn còn nguyên out, Facebook nó chưa xóa, nhưng bây giờ Facebook nó gỡ rồi, bởi vì bị người dùng kiện nhiều quá. Lên ad cũng bị kiện vì cái tình trạng giống như job thì mãi sau này bị gỡ. Thì bây giờ bán job thì không còn cách nào khác ngoài target vào internet đó. Cái job title bây giờ nó không còn out nữa, nó các bạn không bán được nữa, nên bán job chỉ có thể target vào internet thôi nhé. Bạn Chắc Đặng, anh Duy ơi, em đang chạy một nick khá ok, nhưng khi custom lại để chạy theo tháng sinh cho những người thích nick đó thì lại không bán được. Em đang target vào người sinh nhật của tháng đó. Mình nghĩ là một câu trả lời chính xác cho bạn thì nó là phụ thuộc vào design của tháng sinh và design của leak nó khác nhau, đúng không? Có thể là design của bạn nó khác, hoặc là nếu bạn vẫn dùng cái design đấy mà bạn custom sang tháng sinh mà không bán được ấy, cái việc bán được hay không thì nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Nên là nếu được thì bạn hãy tự tin inbox mình, có thể gửi design hoặc là gửi cái vấn đề thao tác quá trình làm việc của bạn, mình sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn. Còn ở đây thì với câu hỏi này thì
Mình chỉ nghĩ rằng là cái leak đó là một leak khác, và tháng sinh nó sẽ là một cái leak khác, cho nên là design của leak đó chưa chắc đã mang sang tháng sinh bán được đó. Và khi các bạn mix target của leak đấy vào với tháng sinh thì audience nó cũng sẽ thay đổi. Nên là khi các bạn target cả một cái leak đấy nhá, thì cái nào auto đúng không, thì Facebook nó sẽ lọc ra những đối nhóm, những khách hàng tiềm năng. Còn khi các bạn mix vào thì auto nó bị nhỏ lại, thì có thể trong cái tập auto đấy ấy, thì Facebook nó không tìm được khách hàng tiềm năng, hoặc nó sẽ mất thời gian, các bạn sẽ mất rất nhiều tiền để tìm được khách hàng tiềm năng trong cái tập mix đấy. Nên là bạn chưa bán được thôi, chứ không hẳn là không bán được. Bạn cho mình hỏi có cách nào để xác định được khách trong list mình chọn có tiềm năng mua áo hay không. Đúng, ngày xưa mình có xem được cái tài liệu đấy, và mình cũng có áp dụng, mình phân tích xem là cái list mình chọn đấy nó có tiềm năng hay không. Nhưng về sau thì mình bỏ qua, mình không làm cách đấy nữa. Bởi vì mình suy nghĩ rằng là khách hàng ấy, thì ở cái list nào nó cũng giống nhau hết thôi. Nếu như nhóm độ tuổi của các bạn trải đều từ 18 đến 65 cộng thì ai mà chả có tiền đúng không? Có tiền thì mua hay không nó phụ thuộc vào cái việc người ta thích sản phẩm của các bạn hay không thôi, chứ không phụ thuộc vào cái việc không phụ thuộc vào cái khách hàng ấy có khả năng mua hay không. I love highlight, bạn ấy hỏi là em lên chạy chuyển đổi hay mess? Chạy chuyển đổi. Còn mess ở đây là cái gì mình không biết. Muốn ra đơn thì phải chạy chuyển đổi, bây giờ chạy PPA tương tác thì không ra đơn nữa. Ra nhưng mà khó hơn. Đang bán phim ảnh mà show lẹt đẹt từ hòa đến lỗ, có nên chuyển sang sạch không? Không lên. Mình khẳng định luôn là những bạn đang bán trên mắc ấy mà sang sạch cực kỳ khó luôn, nhất là lưu bài. Bạn đang bán trên mắc dễ quá mà, bây giờ phi sang sạch làm sao các bạn bán được. Còn show lẹt đẹt thì các bạn phải cải thiện về cái vấn đề bán của mình thôi, chứ bán trên mắc là dễ lắm rồi, đừng nên nao sang sạch nữa. Bạn Võ Đình Cao Minh Trí bảo là mạnh mẽ lên, tiền có thể đi vay nhưng tút thì phải đi xin xe cho anh em tút lên check mark thì anh khắc. Ok, anh xe luôn này, tút lên check mark rất đơn giản. Về hình ảnh phải mock up thì các bạn nên tuân thủ những cái nguyên tắc mock up của Facebook, ví dụ như là design các bạn nên để tỷ lệ bao nhiêu phần trăm khung hình, rồi câu chữ trên đấy có bị vi phạm hay không, hình ảnh trên đấy có bị vi phạm không. Nếu bị vi phạm thì các bạn có thể phải sử dụng những cái tút về che đậy, hoặc là lách về những cái tút đổ những cái grung, những cái bẩn lên chữ những hình đấy để che bớt đi. Thêm nữa là description viết trên đấy có bị vi phạm hay không. Ở đây có vấn đề lên được S hay không, nó có hai cái. Một cái là các bạn pass về phần hình ảnh và description về cái bài viết, cái post của bạn trên Facebook nhá. Cái thứ hai là các bạn pass về tài khoản S. Thì tài khoản S các bạn muốn lên check mark mượt hay không ấy, thì các bạn phải cũng phải pass qua những cái rule cơ bản của Facebook. Tài khoản muốn lên check mark ấy thì nó phải nằm trong những cái user cổ, user xịn, rồi nó phải chi tiêu một lượng nhất định. Thì khi lên check mark đấy, cái này nó lại hai phạm trù khác nhau nhé, nó không phải là và mà nó là hoặc đấy. Nếu các bạn có một cái user cổ, một con BM cổ, tức là một con user lên S mượt thường xuyên rồi, thì các bạn lên cái gì nó cũng mượt, cho dù đấy là tài khoản mới đó, tài khoản chưa chi tiêu luôn. Còn nếu mà các bạn không có một con user cổ như vậy thì cái tài khoản của các bạn cần phải chi tiêu một lượng nhất định rồi thì nó mới được xác định là một con user chết, thì nuôi các bạn lên check mark nó mới không chết. Còn lên check mark ấy, thì nó sớm muộn gì nó cũng chết, nó chết nhanh hay chết chậm thôi. Theo như kiến thức mình update được từ rất nhiều bạn chạy check mark ấy, thì có bạn chạy check mark sống được 2-3 ngày, có bạn sống được 1 tuần, có bạn sống được 1 tháng, có bạn thì chạy hoài không thấy chết. Đấy, thì nó phụ thuộc vào những yếu tố đấy. Thì chúng ta lại phải bổ sung kiến thức và tút tip đi xin gì đấy, rồi dần dần chúng ta cải thiện. Ở đây mình chỉ lưu ý cho các bạn là nó sẽ có hai trường hợp, có hai cái yếu tố khía cạnh mà chúng ta cần quan tâm về việc nên check mark có lên được hay không. Thứ nhất là về hình ảnh, thứ hai là về tài khoản đó. Nam Nguyễn, target những mục như parent, kết hôn, ly hôn quá có chính xác nữa không anh, hay phải chạy internet giống như leak job? Những cái target về demographic ấy, là target chính xác nhất luôn ấy, nó không thua kém gì target về job title đâu. Demographic ở đây ấy, nó là cái vấn đề như này. Các bạn vào kiểm tra profile của mình ấy, thì nó sẽ có phần là hiện profile cho người khác xem hay ẩn profile không cho người khác xem, đúng không? Nhưng vấn đề là cho dù bạn hiện hay bạn ẩn đi chẳng nữa ấy, thì thằng Facebook nó cũng bắt bạn khai báo khi bạn đăng ký tài khoản rồi đó. Hoặc là cái hành vi của các bạn sẽ được con AI nó nhận định là các bạn thuộc cái nhóm demographic này, nên là cái target demographic ấy, nó rất là chuẩn đấy, nó không giống target internet đâu. Nên cứ yên tâm, nếu đã bán target demographic rồi thì rất là ok đấy.
54 sale thì tạo lúc online được chưa ạ? Và tạo thì tạo theo purchase hay cả add to cart, intellect checkout? 50 sale thì bắt đầu tạo CA được rồi, nhưng 200 sale thì tạo CA nó sẽ chuẩn hơn. Và 50 sale thì mình nghĩ bạn nên tạo CA theo click đó. Còn 50 sale thì tạo theo add to cart hay checkout thì nó ít quá đó. Và khi mà sale càng tăng thì các bạn bắt đầu mới lên tạo thêm CA về add to cart và checkout. Còn sale ít quá thì lên tạo theo click. Nghiên cứu target cho click như thế nào? Từ trước đến giờ mình chỉ target từ khóa chính thôi, mình không target những từ khóa phụ. Ví dụ như là click 7 viên ngọc rồng mà mình bán ấy, nó có 4-5 cái target chính thì mình gộp hết vào mình target. Và khi cam ăn thì mình lại tách ra, tách cam là mình target được cái một thôi, chứ mình không tìm target quá nhiều. Và với các click khác cũng thế, mình chỉ bán target từ khóa chính thôi. Có bao nhiêu từ khóa chính mình target hết, mình không chơi những từ khóa phụ. Vì gần như là bây giờ ấy, Facebook ấy, thì nhóm khách hàng nằm trong từ khóa phụ ấy, nó cũng nằm trong từ khóa chính hết rồi. Hoặc là Facebook nó sẽ suggest, nó sẽ recommend cho khách hàng những khách hàng mà không nằm trong từ khóa chính, nhưng mà nó xác định là nằm trong cái link đấy thì cũng sẽ được ép đọc qua mặt thôi, nên chúng ta không cần phải đi tìm target nữa, cứ chơi từ khóa chính thôi. Minh Đức cho em hỏi, em đang có ý tưởng link về truyện tranh Nhật thì liệu bên EU có chuộng không ạ? Có em ơi, em muốn biết người ta chuộng hay không thì em phải vô trong tài khoản ad á, em vào cái phần đấy ad á, như anh hướng dẫn ở trong những video trước á, rồi em đánh từ khóa vào đấy và em sẽ biết được ở quốc gia đấy có ao hay không, và cứ có ao thì là bán được. Còn vấn đề người ta chuộng nhiều hay chuộng ít thì em phải bán thử để em biết được, còn cứ có ao là bán được. Chuyện tranh ngày xưa anh bán bên EU cũng được nhiều mà. Làm sao solo một ngày lên 4-5 design tự làm thì khá là khoai, thế mà ngày xưa mình làm được đấy. Thực ra nó còn tùy vào cái design các bạn là làm mới, clone hay là edit nữa. Nếu mà các bạn đi down design về xong các bạn edit thì một ngày các bạn có thể làm được rất nhiều mẫu. Đấy, thì cái PSD design sẵn ấy, thì các bạn có thể đi xin hoặc đi mua. Ví dụ các bạn liên hệ với bạn designer, các bạn hỏi là ồ, bên bạn có bán mẫu không thì cho mình tham khảo một vài mẫu. Thì người ta cho các bạn tham khảo mẫu thì các bạn có thể bảo là bán cho mình cái file Photoshop của cái mẫu này. Và các bạn mang về các bạn chỉ edit lại code trên đấy thôi, hoặc thêm chi tiết nick của các bạn vào thôi. Thì một ngày hoàn toàn có thể lên được 4-5 mẫu, 4-5 design. Đấy là một trong những tip mình khuyên cho bạn Nguyễn Trung. Tiêu chí test một leak theo số sale và đô của anh là bao nhiêu? Ví dụ sau bao nhiêu đô có bao nhiêu sale thì anh tiếp tục nuôi hay test leak khác? À không, cái tiêu chí test một leak này của mình nó phụ thuộc vào cái lượng ao, chứ mình không phụ thuộc vào việc là bán được hay không. Bán được hay không là nó phụ thuộc vào cái năng lực của mình. Còn cái leak đấy mình có test hay không nó phụ thuộc vào cái lượng ao. Tức là ao nó trong khả năng mình biết được là bán được bao nhiêu sale, mình thường phân tích theo lượng ao. Ví dụ ao khoảng 5-700 ngàn thì mình biết là cái link này hoàn toàn có thể bán được vài trăm sale đến cả ngàn sale ạ. Nên là mình sẽ test mạnh và sẽ test nhiều. Bạn ấy đã chia cho các bạn ra các nhóm link khác nhau rồi. Hobby là về sở thích này, animal này, profession, fashion này. Đấy, profession này là job đúng không? Sport là thể thao này, dog này, instrument này, farm animal, vehicle này. Đó, họ đã chia cho các bạn rồi. Và các bạn hoàn toàn có thể dựa vào là sở thích của các bạn là về cái gì thì các bạn vào đấy tìm một click trong đấy rồi đào sâu hơn. Đây các bạn này, các bạn nhìn đấy, ở cột hobby này nó có rất nhiều sở thích luôn. Sailing này, wine này, whiskey này, beer này, coffee này. Khi nhìn vào cái bảng này nhá, các bạn sẽ biết là nó sẽ có nhóm link về internet hay nhóm link về demographic. Đấy, để các bạn có thể xác định được là theo mình, quan điểm của mình ấy, thì nhóm target về demographic nó sẽ target chuẩn hơn và bán nó sẽ dễ hơn, một phần nào đấy sẽ dễ hơn. Còn nhóm internet thì cũng bán được, tùy, có những internet mà người ta rất là nghiện thì bán cũng sẽ rất là dễ. Ngoài ra ở trong cái bảng này ấy, nó cũng có nhóm zodiac này. Zodiac này thì bán cũng rất là ok. Ngày xưa mình bán cái này cùng hoàng đạo này. Rồi đây này, có nhóm holiday, chính là nhóm trending này. Trending bán cũng rất là dễ nhá, bởi vì cứ đến cái dịp holiday đấy là người ta có nhu cầu rồi. Ví dụ Halloween này, Christmas này, ngày 4 tháng 7 này, St. Patrick Day này, Thanksgiving này, Easter này, New Year Day, Mother Day này, Father Day này, Super Bowl này. Đó, cứ đến những cái ngày này bán rất là dễ rồi.
Cái click cat đấy thì mình đã nói ở trong phần phân tích link rồi, là các bạn phải bán vào những cái ngách là những giống mèo á, chứ các bạn không nên bán cả cái internet mèo đâu. Bán cả internet mèo thì không bán được. Hoặc là các bạn có thể dùng một cách nữa, đấy là các bạn sẽ bán mix hai click với nhau, là bán Laravel internet mèo và đọc sách, hoặc mèo và cà phê, hoặc mèo và một cái gì đấy, thì cái ao nó cũng sẽ nhỏ lại và cái tệp đấy nó cũng sẽ chất lượng hơn, nó sẽ dễ bán hơn. Đó là hai cách. Trending sẽ dễ bán này, nhóm target demographic sẽ dễ bán này. Đấy thì cái zodiac này cũng là target demographic này. Cái tôn giáo này thì giờ các bạn phải cẩn thận nhé. Tôn giáo này thì Facebook bây giờ nó chạm tài khoản kinh lắm đấy. Nào người mới nào vào hơi khó. Đó, mình sẽ nhắc các bạn những cái link nào mà người mới không nên vào nữa. Đây về chủng tộc này, chủng tộc các bạn bán cũng phải cẩn thận. Thì chủng tộc thì Facebook nó cũng phận cũng liệt vào một dạng policy, nhưng mà nếu lên nét khéo thì chúng ta vẫn nên được. Nhưng mà người mới mình nghĩ cũng không nên bán vào dạng chủng tộc này. Veteran thì ngày xưa mọi người đào rất là kinh rồi, nên bây giờ thì mình không chắc nữa, không chắc là bây giờ nó còn cạnh tranh không. Country girl, not vegan, sister. Có nhiều những cái nhóm nick mà mình còn chả biết nữa cơ. À đây là internet và group, tức là đây là dạng kiểu là một nhóm người có chung một dạng sở thích đó. Đấy, một nhóm người thích thích những cô gái kiểu country girl này, brown đây là chắc là tóc vàng à, đúng không? Đúng rồi, chung một sở thích. À, cái nhóm vũ khí này các bạn không nên bán nhé, cái này vi phạm chính sách của Facebook nhé. Còn cái gì nữa nhỉ? Nhóm fitness này bán cũng được này, fitness này bán được, nó chỉ là sport thôi, không khác nhau nhiều. Cái fantasy crit tour này cũng hay này. Cái fantasy crit tour này dạo gần đây có một bạn nói đang bán rồng rất là kinh khủng, và mấy cái zombie rồi vampire rồi các thứ này đều bán được, anian này đều bán được hết nhá. Cái này bán cũng hay đấy. Các bạn biết tại sao cái này dễ bán không? Bởi vì cái này nó khá đặc thù và nó có sẵn một cái tiêu chí dễ bán rồi. Mình sẽ phân tích ở cái bài, ở cái video sau. Cái video sau là video mình nói về những cái yếu tố quyết định idea, quyết định một cái mẫu của các bạn bán được hay không, quyết định cái idea của bạn có tốt hay không. Thì trong đấy nó sẽ có một cái yếu tố đấy là nó tính tò mò và tính tự hào của cái nick đấy, của cái idea đấy. Thì ở trong đây cái nick về những cái gọi là fantasy grid tour này ấy, thì người ta có sẵn một cái dạng kiểu những cái này nó không có thật, cho nên những người thích những cái này ấy, thường là họ có một cái đam mê rất là phi lý tính rồi, nên là khả năng mua hàng của họ rất là cao, tức là họ điên cuồng. Các bạn nghĩ xem, bình thường các bạn có thích rồng không? Không ai thích đúng không? Thế nên những người thích rồng là những người rất là dị, và các bạn bán những áo về rồng nó rất dễ mua. Đấy, ok. Mình phân tích tiếp một tí nữa rồi sẽ nghỉ. Thế là link này, cái nhóm link này hay nhá. Tiếp. Trên đây. À, mình đã phân tích hết mấy cái bên dưới rồi. Cái bên trên đây thì nó sẽ có là đây nhá, nhóm hobby này bây giờ sẽ khá khó bán đấy, bởi vì nhóm hobby này ấy, các bạn đi tìm target thì nó có nhiều target phụ, giống như vừa nãy mình nói, target chính thì nó sẽ out rất to và cạnh tranh. Các bạn nên mix những cái nhóm hobby này với nhau để bán nó dễ hơn. Còn nhóm animal này thì các bạn không nên bán cái animal to, mà các bạn nên bán ngách cá, nó sẽ có rất nhiều loại cá ngách. Mèo có nhiều mèo ngách và rùa có nhiều rùa ngách. Đó, lợn Guinea cũng có nhiều ngách, rắn cũng vậy thôi. Tất cả nhóm về động vật này sẽ có ngách, thì phải lên bán ngách chứ đừng bán to, vì chúng ta là lưu vai. Nhóm về job này thì bây giờ chỉ có target thôi, internet thôi, cho nên là nếu muốn dễ bán thì nên mix nó với những cái khác, hoặc bán nó với cả trending. Ví dụ như đợt này đang có virus corona cho nên người ta hay bán cái job lớt ấy, vì những người đấy đang chống lại corona mà, thì bán đúng thời điểm thì nó sẽ dễ bán hơn. Nhóm sport này thì cũng vậy thôi, sẽ có rất nhiều ngách. Football thì
thì bán câu lạc bộ chứ đừng bán cả một cái môn bóng đá lớn hoặc bán một vị trí trong môn bóng đá thôi. Baseball cũng vậy, basketball cũng vậy, hockey cũng vậy. Ngoài ra thì các bạn chia ra nhiều quốc gia, những quốc gia nhỏ khác thì sẽ đỡ cạnh tranh hơn là bán cả một cái US to. Nhóm chó này cũng thế thôi, chó này thì cũng rất nhiều giống. Ở đây này, đây họ chia giống chó trước cho này, bulldog này, boxer này, nhưng mà đây cũng chưa đủ đâu. Và dĩ nhiên nó đã có ở đây rồi thì sẽ rất nhiều người đà đảo rồi, thì các bạn nên tìm những con chó khác nhé. Nhóm nhạc cụ này cũng hay này, nhạc cụ này hay nhưng mà mình nghĩ là không không dễ bán, cũng khá là khó bán. Nhóm nhạc cụ này khó bán đấy, không dễ đâu. Farm animal này thì cực kỳ là khó bán luôn, như vai không nên khi vô. Về nhóm về vehicle này thì vehicle thì khó bán vì nó rộng, mặc dù là ví dụ như máy bay này có thể chia ra nhiều dạng máy bay, motorcycle này cũng có rất nhiều ngách, thì cái này nếu muốn bán được phải đâm vào ngách.